công ty cổ phần hàng không Vietjet Host VGC đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong quý 1 năm 2024, tạo sức bật mạnh mẽ cho cả năm. Theo báo cáo, quý 1 năm 2024, doanh thu vận chuyển hàng không của hãng đạt 17.765 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, tăng lần lượt là 38% và 209% so với cùng kỳ năm 2023. Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt là 17.792 tỷ đồng và 539 tỷ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm, hãng đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 87%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6%. Theo đà tăng trưởng từ đầu năm, hãng đã đặt ra nhiều mục tiêu lớn để hướng tới những kết quả cao trong các quý tiếp theo và trong cả năm 2024. Bên cạnh việc giữ vững thị trường nội địa, hãng đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa, mạng bay quốc tế mới, dự kiến khai thác 142.000 chuyến bay, vận chuyển 27,4 triệu lượt hành khách trong năm 2024.